lên trước mặt các bạn thì đây là ghe cầu sò nha, bề ngang khoảng 2m2 đổ lại, thì đang chuẩn bị vượt cống ngăn mặn mà nước đang chảy các bạn, mà lục bình quá chua ăn. Ca này khó ca này khó nha anh em, khó lắm, không dễ ăn đâu. Cố lên cố lên cố lên, từ từ qua được. Nãy giờ 5 lần rồi đó nha anh em. Máy này cách Isuzu quá. Cái này bề dài nó khoảng 9 mét đổ lại nha anh em. 9 mét đổ lại thôi. Cố lên, cố lên. Dùng biện pháp đẩy lục bình trôi cách tới sáng luôn. Dạ, nó từ giờ chưa thấy chạy luôn, nó hồi 1 giờ thì thấy chạy chiếc đó, đó hả? Cái chiếc vỏ đó là từ hồi 1 giờ tới bây giờ luôn đó anh em ơi, chưa có ra khỏi cái đám lục bình này á. Chiếc vỏ đó là hiện tại là từ 1 giờ tới giờ đó. Bây giờ 4 giờ nha, 3 tiếng đồng hồ rồi. Rồi tới đó hơi mệt rồi. Lui nữa rồi, lui nữa rồi. Chết quá. Quá quá rồi, được rồi. Có rồi, thấy khỏe rồi đó. Thấy khỏe cho người đó. Rồi, thấy không? Mấy chỗ khác thì nó không có lục bình, mà ở đây lục bình quá. Tồn động 4-5 ngày nay. Chúc năm mới phát tài nha. Chạy nào nước đi, đưa nước xuống. Ok, khỏe. Tới đó là khỏe đó nha anh em. Trên đó thì nó lỏng lắm, nó không có bị gì trơn. Rồi, thổi cái vỏ này không? Giờ nằm đây luôn rồi. Quá trời lục bình rồi anh em. Mấy anh em công đoạn này đang ngồi chứ mà chờ ấy. Lục bình một nồi, trời ơi. Sao mà chạy thoát ra được đây. Nay ngày 28 Tết nha các bạn, chiều 28 Tết. Thì đang kẹt ở đây không biết sử dụng một cách nào đây. Khổ thì chứ, tội với mấy anh em.
Siết luôn, biểu diễn luôn, đi luôn. Mấy anh em đang chờ. Thôi mình thấy cái anh này cũng muốn chạy ra nè. Chạy nãy giờ không ra. Rồi. Không ra nổi lục bình không các bạn ơi. Bành máy luôn á, máy đê nha. Đê 24 là máy không biết nữa. Rồi. Lục bình không. Ra nổi không nha. Tội nghiệp cái máy quá các bạn. Bữa nay là ngày mùng 5 Tết nha các bạn. Mùng 5 Tết. Quá. Wow. Bữa nay là chuẩn bị cho xuất hành ha. Ngày mai xuất hành nhiều lắm. Cái mùng 9 á, ngày mai là nhiều nhất. Bành máy luôn. Ra không nổi. Cái ghe này chở đá bán hay gì nè. Cái ghe đó chở đá bán. Các chị. Rồi cái nữa nè. Gác không một nồi gì đó sao mấy. Rồi đang trả số thấy lui. Thua. Hiện tại thì có một chiếc vỏ đặt lú cũng bị chạy ra cống ăn mặn các bạn. Hơi cực chút xíu chỉ ra nổi không nữa không biết. Chạy tới đây thôi xuống dưới nữa kẹt á. Cống ăn mặn thì cũng đang xả. Đang dồn một bình xuống này. Không được đâu. Một chút nữa là xuống dưới. Rồi mấy anh công đoàn đang kéo lục bình ra nha. Quá. Lặn lục bình này hơi đuối nha các bạn. Không ra đường khúc rồi. Mai này cũng đẩy tiếp mà đẩy đâu không nổi luôn. Nó đẩy ra tiếp thôi đó. Chua lắm. Nó đang xuống từ từ thôi. Nhưng mà con cái thì khúc này nó nước chảy nhiều quá. Cho nên xuống dễ ra, một hơi ra lúc kia nó khó các bạn. Tại có một chiếc ghe cầu sò chuẩn bị liều mình nha các bạn. Đang liều mình ra luôn. Để coi anh cầu sò này thể hiện như thế nào nha. Rồi liều đi, coi như thế nào, có được đi massage. Không nổi đâu. Nổi rồi. Hết. Giờ
rồi, dính ra luôn rồi. Dính rồi, dính rồi. Máy ảnh sắc đậu đó đó các bạn. Rồi để ngày mai mùng 6 chắc xuất hành luôn hay vậy. Rồi bây giờ Lục Bình đang tràn xuống nữa rồi. Anh chạy vỏ này là đuối rồi các bạn ơi. Hết đường rồi. Giờ nằm giữa chặng đường luôn. Thấy ghe mô hình, ghe cúng binh. Rồi cái anh này anh dục dây cho cái anh vỏ lú này làm gì đây, lên lô kéo nó vô tiếp cái gì để mình coi như thế nào nha. Mấy này nhậu quá hay mệt các bạn ơi. Lên lô, lên lô nghịch nó vô. Ê. Rồi mấy anh này bây giờ chưa ra được nữa. Rồi. Bên đây đẩy Lục Bình ra. Chua ăn quá, chua ăn quá. Sợ Lục Bình chứ. Rồi ok, đang kéo nghịch nó vô lên lô kê cầu sò nha các bạn. Nghịch nó vô đó. Đây. Rồi. Ok. Vô cái này để khỏe rồi đó. Có đường lên rồi. Còn vỏ kia tới đó nữa kìa. Giờ dính tới đó rồi đó. Rồi vậy thì clip này đến đây kết thúc nha. Có gì hay hay mình quay cho các bạn xem. Đỡ buồn ha. Nhớ đăng ký kênh nha trời. Ở vỏ này lui là được rồi đó. Bye bye nha, hẹn gặp lại nha.